Xin chào các bạn. Chúng ta vẫn nghe nói rằng các ca tử vong do nhiễm virus COVID là do đã có sẵn bệnh nền. Vậy câu hỏi đặt ra là bệnh nền là những bệnh nào? Và virus COVID tác động như thế nào đến các căn bệnh đó để rồi kết quả lại đau thương như vậy? Vậy trong trường hợp không may, bạn hoặc người thân bị những căn bệnh trên thì cần làm gì để chống lại dịch COVID? Nếu các bạn quan tâm đến những điều trên thì video này là dành cho bạn. Chúng ta sẽ đi vào từng loại bệnh, virus sẽ ảnh hưởng ra sao và cách xử lý nhé. Có một điều đáng lưu ý là danh sách các bệnh bên dưới có thể không phải là tất cả. Một vài căn bệnh khác có thể khiến bạn phải chịu nguy cơ cao do COVID-19 so với người có độ tuổi tương tự nhưng không mắc bệnh. 1. Đầu tiên là ung thư. Việc điều trị cho nhiều loại ung thư có thể khiến khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể bị yếu đi. Những người bị ung thư máu có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng kéo dài và tử vong do COVID-19 cao hơn những người có khối u rắn. Đó là bởi vì những bệnh nhân này thường có mức độ bất thường hoặc cạn kiệt của các tế bào miễn dịch sản xuất kháng thể chống lại virus. Vậy bệnh nhân cần làm gì trong trường hợp này? Nếu gần đây bệnh nhân đã được điều trị ung thư có tác dụng ức chế hệ thống miễn dịch, chẳng hạn như hóa trị, cấy ghép tế bào gốc hoặc tủy xương hoặc liệu pháp tế bào, thì bác sĩ có thể đề nghị bạn đợi cho đến khi hệ thống miễn dịch của bạn phục hồi trước khi tiêm vaccine. Hoặc bác sĩ có thể đề nghị bạn đợi đến 2 tuần sau khi tiêm chủng để được điều trị ức chế miễn dịch. 2. Bệnh thận mãn tính. Mắc bệnh thận mãn tính ở bất kỳ giai đoạn nào cũng có khả năng khiến bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng do COVID-19 nhiều hơn. Những người lọc máu có thể có hệ thống miễn dịch yếu hơn, khiến việc chống lại nhiễm trùng khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là bệnh nhân thận cần tiếp tục điều trị lọc máu theo lịch trình thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo khuyến cáo của nhóm chăm sóc sức khỏe của họ. Những người được ghép thận cần phải dùng thuốc chống thải ghép, còn được gọi là thuốc ức chế miễn dịch. Những loại thuốc này hoạt động bằng cách giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động kém hơn. Điều này có thể khiến việc chống lại nhiễm trùng trở nên khó khăn hơn. Điều quan trọng là phải tiếp tục dùng những loại thuốc này. Tốt hơn hết là phải rửa tay, giữ vệ sinh tốt và tuân theo các khuyến nghị từ nhóm chăm sóc sức khỏe của họ. 3. Bệnh phổi mãn tính, hen suyễn, bệnh phổi kẽ, bệnh xơ nang và tăng huyết áp phổi. Khi bệnh nhân đã từng bị các bệnh về phổi như các bệnh kể trên thì về cơ bản, phổi đã bị xơ hoặc nghiêm trọng hơn là sẹo. Các mô đã mất đi chức năng trao đổi oxy, kèm theo đó là các mô còn lại đã bị yếu, sức đề kháng giảm. Vậy số lượng mô khỏe mạnh bị giảm về cả số lượng và chất lượng thì biến chứng nặng thêm do bị nhiễm virus COVID là điều dễ xảy ra. Điều này làm cho việc tuân thủ tất cả các hướng dẫn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, với việc tiếp tục nhấn mạnh vào việc ở nhà và tránh xa những người khác. Điều mà bạn cần làm là duy trì uống thuốc theo chỉ định của bạn. Cho dù bạn dùng thuốc uống hay thuốc hít, điều quan trọng là phải tiếp tục chế độ điều trị theo quy định. 4. Bệnh tiểu đường. Theo thống kê của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người bệnh tiểu đường chiếm hơn 7%, còn ở người bình thường là 0,9%. Điều đó cho thấy nguy cơ tử vong do COVID-19 ở người bệnh tiểu đường cao gấp 7 lần người bình thường. Hệ miễn dịch ở bệnh nhân đái tháo đường yếu, khó đánh bại virus, làm kéo dài quá trình hồi phục. Đường huyết cao có thể là môi trường tốt cho virus phát triển. Một số người mới nhiễm coronavirus có phản ứng nguy hiểm trên toàn cơ thể, được gọi là nhiễm trùng huyết. Để điều trị nhiễm trùng huyết, các bác sĩ cần quản lý chặt chẽ mức chất lỏng và chất điện giải của cơ thể người bệnh. Do nhiễm keton do đái tháo đường khiến người bệnh mất chất điện giải, dẫn đến bệnh nhiễm trùng huyết khó kiểm soát hơn. Những người mắc bệnh tiểu đường nên tiêm phòng vaccine càng sớm càng tốt, mặc dù điều quan trọng là phải hiểu vaccine cúm sẽ không bảo vệ khỏi COVID-19 100%. 5. Bệnh tim. Theo thống kê của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở người bệnh tim mạch chiếm hơn 10%. Còn ở người bình thường là 0,9%. Điều đó cho thấy nguy cơ tử vong do COVID-19 ở người bệnh tim mạch là cao nhất và cao gấp 10 lần người bình thường. Lý do người bệnh tim mạch mắc COVID-19 tử vong cao là bởi khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể sẽ kích hoạt bệnh tim tiềm ẩn và gây ra phản ứng viêm nghiêm trọng ở mạch máu và cơ tim dẫn tới cơn đau tim, rối loạn nhịp, hội chứng mạch vành cấp tính, suy tim cấp. Bên cạnh đó, chức năng tim đã suy yếu, người bệnh vốn đã khó thở, mệt mỏi vì bệnh tim mạch sẵn có, nay lại càng khó thở hơn vì COVID-19 gây hội chứng viêm phổi cấp, khiến họ không đủ sức chống chọi với dịch bệnh. Nếu bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tiến triển bệnh của họ sẽ nặng hơn, khả năng hồi phục cũng khó khăn so với người bình thường. Vậy bạn sẽ làm gì? Tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp 5K của Bộ Y tế. Ngoài ra phải kiểm tra ngay thuốc tim mạch để dùng đủ trong 2-3 tháng tới và không tự ngưng dùng thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ. 6. Suy giảm miễn dịch, HIV. Suy giảm hệ miễn dịch là gì? Hệ miễn dịch là hệ thống được tạo thành từ mạng lưới các tế bào đặc biệt, protein, mô và cơ quan. Chức năng của hệ miễn dịch là bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của virus, vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác.
Hệ miễn dịch tấn công các yếu tố gây bệnh cho cơ thể con người thông qua các phản ứng miễn dịch. Khi bạn bị suy giảm miễn dịch, khả năng phòng thủ giảm đi, điều này gây ảnh hưởng đến khả năng chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Nguy cơ phát triển COVID-19 nghiêm trọng hoặc tử vong ở người nhiễm HIV cao hơn 30%. Điều này nhấn mạnh người nhiễm HIV cần thực hành các biện pháp giúp sống khỏe nhất có thể, như thường xuyên tiếp cận và uống thuốc ARV, ngăn ngừa và quản lý các bệnh lý tiềm ẩn. Điều này cũng có nghĩa là những người nhiễm HIV nên được ưu tiên tiêm chủng ở hầu hết các cơ sở. 7. Ghép nội tạng hoặc tủy xương. Bạn có nguy cơ cao bị nhiễm trùng hơn trong những tuần đầu tiên sau khi cấy ghép tủy xương vì cơ thể bạn không có nhiều tế bào bạch cầu. Nếu bạn đã cấy ghép nội tạng hoặc tủy xương, bạn cũng cần tiếp tục dùng thuốc để ức chế hệ thống miễn dịch của mình. Những loại thuốc này còn được gọi là thuốc chống đào thải và thuốc ức chế miễn dịch, giúp cơ thể bạn chấp nhận các tế bào mới và ngăn chặn các tế bào miễn dịch mới tấn công các mô bình thường. Khi các tế bào miễn dịch đã bị ức chế và bạn bị mắc virus trong thời gian này thì rất nguy hiểm. Vì vậy bạn cần phải cách ly tuyệt đối để tránh bị nhiễm virus. Ngoài những căn bệnh kể trên thì ngoài ra có thể còn có các bệnh sau. Bệnh về gan, thừa cân, béo phì, phụ nữ mang thai và những người hút thuốc. Những người trên có nguy cơ cao khi nhiễm COVID, bệnh sẽ trở nên nặng hơn. Một lời khuyên cho các bạn là nếu đã biết tình trạng sức khỏe của mình, thì tốt nhất nên tìm hiểu xem liệu rằng bệnh có bị ảnh hưởng bởi COVID hay không để có những biện pháp thích hợp. Và một điều quan trọng nữa là bạn nên tập thể dục tại nhà dù bạn có bệnh gì hay không. Người Do Thái từng có một câu, thể dục là liều thuốc tốt nhất, ai cũng mang trong mình một vị bác sĩ. Nội dung của video xin được dừng ở đây. Nếu thấy bổ ích thì ủng hộ mình một sub để làm video nhé. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.